hơn 138kg sừng tê giác, 3,1 tấn xương sư tử, 457kg ngà voi, 6,2 tấn vảy tê tê. Tổng trị giá lên đến 300 tỷ đồng. Thưa quý vị, đây là số hàng nhập lậu khủng mà lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã phát hiện thu giữ. Và mới đây, ông trùm đứng sau đường dây buôn lậu động vật hoang dã này đã bị bắt. Cụ thể, ngày 22 tháng 6 năm 2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Tài, 33 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh. Tài được xác định là trùm buôn lậu ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê xuyên quốc gia. Trước đó, từ đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng nghi vấn nhóm đối tượng dùng chứng minh nhân dân của nhiều người lập ra nhiều công ty ma với điểm chung là đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhập khẩu hàng hóa từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa ở thành phố Đà Nẵng, nhưng các công ty này lấy trụ sở ảo, không biển hiệu, không có các hoạt động khác. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã lập chuyên án để điều tra về đường dây buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia này. Ngày 17 tháng 7 năm 2021, qua nguồn thông tin trinh sát, kết hợp trao đổi, hợp tác quốc tế, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra một container trên địa bàn. Dù hàng hóa khai báo là sàn gỗ nhập từ Nam Phi, đơn vị nhận hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái Cường có địa chỉ tại Đà Nẵng. Thế nhưng, bên trong là 52 khúc sừng tê giác, trọng lượng gần 139kg và 93 thùng xương sư tử, trọng lượng 3,1 tấn. Ngày 5 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng kiểm tra một container khác. Hàng hóa khai báo là hạt điều nhập từ Nigeria. Đơn vị nhận hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Nhật Long có địa chỉ tại Đà Nẵng, nhưng bên trong chứa gần 457kg ngà voi và 6,2 tấn vảy tê tê. Sau khi hai lô hàng bị bắt giữ, các nghi phạm tiếp tục lập thêm doanh nghiệp ma để buôn lậu động vật hoang dã. Ngày 22 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở Nguyễn Đức Tài. Qua khám xét khẩn cấp, đã thu giữ một bao vảy tê tê làm hàng mẫu để chào hàng cho các đầu nậu. Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, tổng số tang vật thu được trong chuyên án ước tính tổng trị giá thị trường lên đến 300 tỷ đồng. Thưa quý vị, đây là vụ buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, bắt giữ, xử lý tại Đà Nẵng. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đức Tài để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.